Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hugo Quỳnh. Hôm nay Hugo sẽ cùng các bạn tiếp tục việc ải thử thách giới hạn khát máu. Thì ải thứ ba của cái thử thách hôm nay, ngọn lửa cải cách. Boss của ải này là con thợ rèn linh hồn nè, người lùn nè, xe lửa đại bác nè, thợ săn thú và con Bucky. Thì nói chung cái ải này á, thì cái khó của nó chính là cái xe lửa đại bác. Tại vì nó đứng từ xa, nó bắn với các bạn. Các bạn muốn tận diệt nó thì các bạn có thể dùng con sói hung tàn hoặc là con sói thủ á, các bạn bay qua các bạn chém nó, thì như vậy để giúp các bạn dược ải sẽ nhanh hơn. Thì theo cái kinh nghiệm dược lần trước của Huga là vậy thôi, cái yêu cầu là không được chết quá một anh hùng, rồi sử dụng sói hung tàn, sử dụng tiểu quỷ và dầu sạch sạc đấu với những hạn chế được áp đặt. Bắt đầu nha các bạn. Ở đây nó bắt mình dùng hai con tướng là tiểu quỷ và sói hung tàn. Thì mình dùng thêm một con tăng cơ, mình dùng Bucky đi. Bên kia nó có Bucky thì mình dùng Bucky. Rồi nó có tiểu quỷ hồi máu rồi, các bạn có thể dùng qua tiên hoặc không. Huga thì Huga sẽ ưu tiên dùng thêm qua tiên. Rồi một vị trí còn lại thì các bạn có hai lựa chọn. Một, các bạn dùng con thợ săn thú để các bạn từ xa mà các bạn bắn tỉa. Còn lựa chọn thứ hai cho các bạn là con quýt lôi hoặc là con bóng. Thì các bạn có thể chọn một trong hai con này, quýt lôi hoặc bóng ha. Tuy nhiên Huga thì lưu ý các bạn á, là không chọn một sát thủ diệt ma. Sát thủ diệt ma thì nó không có bay, các bạn không có giống như là khi mà các bạn kích cái ulti của nó, các bạn không có chỉnh cái hướng nó bay, giống như là nó bay rất là tự do. Còn cái này là đến khi nó có cái ulti rồi, các bạn cho phép nó bay đi đâu nó bay đi đó. Ok rồi, Huga sẽ dùng quyết lòng. Rồi cái ải đầu tiên thì nó có một mình cái con này, con này là con người lùn rồi các bạn, lùn có chút xíu. Cái này chắc phải có tiếp viện rồi chứ ải gì đâu có một con nha. Ải có một con đánh một chút xíu rồi qua đó, thấy không, phải có quân tiếp viện đánh gì có một con đây, ám sát con ra phía sau đây đi, choáng tụi này nữa. Nó chết ngay chưa, chết ngay chưa, chết tôi. Hồi méo lên. Mày hả? Đây đây đây, cái ải thứ hai này là các bạn bay con sát thủ qua, các bạn đập mấy cái động cơ phía sau này của nó nè. Đó, rồi mình bay con này qua đây nè. Đó, rồi hai con đặt hai bên dài vô giữa cho nó chết hết nha. Rồi, choáng hai con này. Xài mà có hai con sát thủ này rồi cái làm cái đội hình của mình nó bị giảm cái sát thương lớn lắm. Hồi máu lên. Chắc phải bay qua đây. Đây, người lùn xám nè. Rồi, hồi máu cho đội hình nữa nè. Bên này thì biết lời ổn rồi. Tiếp tục tận diệt của nó. Choáng cái đống động cơ nổ đi để giảm cái sát thương lại. Rồi hồi máu lên tiểu quỷ ơi. Tiểu quỷ nó búp cái đó là rất là hiệu quả cho mình đó các bạn. Nó tăng thêm cái một cái lượng sát thương nhất định. Sát thủ đó. Rồi, đó, bây giờ mình tập trung được lực lượng hai con sát thủ, mình bài qua mình ám sát cái đống động cơ nổ bên này. Choáng tụi nó luôn nè. Ấy. Chết tụi mày chưa? Một bầy đánh một đứa nè. Thấy chùa. Rồi, tiếp tục là sát thủ qua đây nè các bạn. Đó, xử mấy cái động cơ này trước nè. Rồi, con này bay qua đây luôn. Xử cho gọng cái nào cái. Để một lát nó tiếp diễn tùm lum la. Hồi máu lên cái đi nè. Nó đang choáng, đang lát nó hết choáng. Mình, đó, mình kích kêu tiếp. Khi nào mà nó hết choáng là mình kích kêu cho nó choáng gì đó. Rồi bây giờ con ra sẽ cho con quyết lâu ra dẹp mấy cái đồng trên. Hồi áo lên. Sói hung tàn thì đang tiếp tục đánh con Bucky. Kích kêu vô Bucky luôn. Cho con Bucky nó chết. Chết mày nè. Hồi máu lên. Qua tiên nó có tiểu quỷ rồi có qua tiên nữa, hai đứa lúc lúc
mắt đẹp luôn. Rồi huyết lời của mình ra đi, huyết lời nó chịu không nổi cái kiêu của con thời gian linh hồn tới xóa không tàn. Hồi máu lên các bạn, cái này nó cho phép mình chết một anh hùng không sao. Mấy cây ải mà nó ra trước đây á, thì khi mà nó không bắt lại thì nó cũng giống như vậy thôi. Trước đây thì nó xây dựng ải thì tương đối dễ hơn, còn sau này nó xây dựng ải khó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc, cứ comment bên dưới video, Huga sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Xin chào.